Phương Uyên bị Thanh Hà đánh úp nhân dịp bước sang tuổi mới. Thanh Hà đã dành một sự bất ngờ vô cùng ý nghĩa tới Phương Uyên. Sau gần 2 tháng kết hôn, hiện tại Phương Uyên và Thanh Hà đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân đầy viên mãn, hạnh phúc. Cả hai đều như hình với bóng mỗi khi nữ danh ca có lịch trình biểu diễn ở trong nước và ngoài nước. Nữ nhạc sĩ luôn ở phía sau người bạn đời để âm thầm giúp đỡ cô trong công việc và trở thành hậu phương vững chắc trong cuộc sống. Mới đây trên trang cá nhân, Phương Uyên đã chia sẻ chuyện được Thanh Hà đánh úp tổ chức tiệc sinh nhật. Nữ nhạc sĩ cho biết cô vô cùng bất ngờ khi nhận được tình cảm đong đầy từ người bạn đời và đông đảo bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Cụ thể tác giả Mẹ Yêu tâm sự, hôm qua cô mặc áo đầm trắng bí mật tổ chức sinh nhật cho mình là chuyên gia đánh úp vậy mà lần đầu tiên bị bật ngửa. Bởi vậy cứ tưởng người ta không biết gì, ai ngờ bị hội đồng làm ngớ cả người. Thật là thú vị và xúc động, cảm ơn tất cả đã cùng hùa nhau làm cho Uyên cảm thấy mình được quan tâm và trở nên đặc biệt. Cảm ơn em. Ở dưới phần bình luận, cư dân mạng đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới Phương Uyên, thú vị thiệt đó. Tuổi mới vui thiệt vui và hạnh phúc nhé chị Uyên, chúc mừng trận đánh úp núp trong hạnh phúc, mãi vui, khỏe, hạnh phúc, chúc cô tuổi mới luôn bình an, hạnh phúc và luôn bất ngờ, thú vị mà cuộc sống mang lại cô nhé.